Chào các bạn, mình là Quý Tộc đây. Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng là tại sao đối với những cái người mà người ta chạy quảng cáo lâu năm thì khi mà nhìn vào một cái tài khoản quảng cáo nào đó thì người ta có thể đánh giá được là cái tài khoản quảng cáo đó nó có khỏe hay không, người ta có thể thẩm định được xem là cái tài khoản quảng cáo đó nó nếu mà bán thì nó bán với giá bao nhiêu tiền, và khi mà chúng ta dùng những cái tài khoản đó để chạy thì cái sự ổn định của nó là như thế nào? Thì ở trong video này mình sẽ đưa ra 7 yếu tố để giúp mình khi mà nhìn vào một cái tài khoản quảng cáo, mình nhìn vào 7 cái yếu tố này để mình thẩm định được, mình đánh giá được xem là cái tài khoản này nó có cân được hàng vi phạm chính sách hay không. Ok, let's go. Ok, và bây giờ đi vào nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay thì đây là 7 yếu tố quyết định cái sự sống còn của một tài khoản quảng cáo mà mình nốt ra. Theo như cái kinh nghiệm của mình thì khi mà mình nhìn vào 7 cái yếu tố này thì mình sẽ biết được là cái tài khoản quảng cáo đó nó có khỏe hay không, và cái tài khoản đó nó có cân được hàng vi phạm chính sách hay không, và khi mà dùng cái tài khoản quảng cáo đó thì chúng ta sẽ phải dùng như thế nào, chúng ta có phải quá là cẩn trọng với nó hay không. Thì ok, thì cái yếu tố thứ nhất đó là cái yếu tố tuổi thọ của một cái tài khoản quảng cáo, tức là cái năm tạo của cái tài khoản quảng cáo đó là năm nào, vào ngày nào, tháng nào, thời gian nào. Nếu như một cái tài khoản quảng cáo mà chúng ta thường mua via về đúng không, chúng ta log in vào, chúng ta vào cái trình quản lý quảng cáo, ngay cái thời điểm mà chúng ta vào cái trình quản lý quảng cáo đó thì cái tài khoản quảng cáo đó nó sẽ được kích hoạt và nó sẽ lấy đó làm cái ngày tạo tài khoản quảng cáo. Và nếu như một cái tài khoản quảng cáo mà chúng ta vừa mới tạo xong, chúng ta vừa mới log in vào xong, tài khoản đó vừa mới được tạo ra xong và chúng ta vào, chúng ta lên chiến dịch quảng cáo luôn, thì khả năng rất là cao là cái tài khoản đó nó cũng sẽ không được khỏe cho lắm, và cái lúc mà chúng ta bấm lên cam thì khả năng cũng rất là cao là cái tài khoản đó nó sẽ đi qua thế giới bên kia. Thế nhưng mà tuy nhiên nếu như có một cái tài khoản quảng cáo khác, mặc dù là chúng ta vẫn sử dụng như nhau nhưng cái tài khoản đó nó được tạo trước đó cách đây một vài tháng hoặc là cách đây một vài năm, thì cái việc mà các bạn bấm đăng cam lên thì cái khả năng nó bị đai tài khoản quảng cáo nó rất là thấp. Ở đây thì mình có mở sẵn một số những cái tài khoản quảng cáo để cho các bạn tham khảo. Ví dụ như là các bạn thấy những cái tài khoản này ở đây thì nó sẽ có cái ngày tạo tài khoản quảng cáo ở đây, thì nếu như mà cái ngày tạo của nó là mới một vài ngày đúng không, thì cái tài khoản quảng cáo chắc chắn là nó sẽ yếu hơn rất là nhiều. Nhưng mà những cái tài khoản quảng cáo này của mình thì nó được tạo từ năm 2019, 20, 21, 22, là khoảng 3 4 năm gì rồi, thì rõ ràng là cái tài khoản quảng cáo này khi mà mình lên thì cái độ khỏe của những cái tài khoản quảng cáo này nó rất là khỏe nha các bạn. Hay là có những cái con tài khoản tạo năm 2017 thì gần như là kể cả những cái hàng vi phạm chính sách nặng thì mình cũng dùng những cái con này mình cân hàng vi phạm chính sách thoải mái nha các bạn. Ok. Rồi tiếp theo chúng ta tới cái yếu tố thứ hai ở đây, đó là cái số tiền chi tiêu của một cái tài khoản quảng cáo. Nếu như một cái tài khoản quảng cáo mà nó chi tiêu càng nhiều thì cái tài khoản đó nó càng chớt và cái độ khỏe, độ ổn định của nó càng cao, và cái việc mà đai vặt nó xuất hiện nó càng ít. Còn nếu như một cái tài khoản quảng cáo mà nó chưa có tiêu một cái đồng nào cả thì thường nó sẽ yếu hơn rất là nhiều. Vậy cho nên là nếu như những cái tài khoản quảng cáo của các bạn mà cái tổng số tiền chi tiêu của nó chưa có nhiều, hoặc là chúng ta lên một vài những cái chiến dịch đầu tiên nó chưa tiêu tiền, thì chúng ta cũng nên cẩn trọng. Còn khi mà cái tài khoản của chúng ta lên rất là nhiều chiến dịch và nó tiêu rất là nhiều tiền rồi thì cái lúc đó chúng ta cứ lên chiến dịch thoải mái nha các bạn. Đó, thì đó là cái yếu tố thứ hai, đó là tổng số tiền chi tiêu ở trên một cái tài khoản quảng cáo hoặc là tổng số tiền chi tiêu ở trong một cái BM. Đó. Rồi, tiếp theo ở đây đó là cái nguồn gốc của cái tài khoản quảng cáo. Nếu như một cái tài khoản quảng cáo mà nó được tạo ra từ một cái con BM, mà cái con BM đó nó là cái con BM 10, nó là cái con BM 2500, nó là cái con BM 10.000, thì cái nguồn gốc, cái gốc gác của nó khác hoàn toàn so với những cái con tài khoản quảng cáo mà nó được tạo ra từ một cái BM mà được người ta dùng tool người ta tạo từ clone, đúng không các bạn? Đó, vậy cho nên là cái nguồn gốc của tài khoản quảng cáo nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ chúng ta dùng một cái con clone, chúng ta lấy tài khoản quảng cáo chúng ta chạy, thì thường thì nó sẽ yếu hơn những cái con tài khoản quảng cáo mà nằm trong via của người dùng thật. Đấy, hay là một cái con tài khoản quảng cáo nằm trong BM mà được BM đó nó được tạo ra từ clone mà BM đó chưa tiêu tiền. Đấy, thì nó sẽ yếu hơn rất là nhiều so với một cái con BM 10 mà ở trong cái con BM 10 đó nó những cái tài khoản khác nó đã tiêu rất là nhiều tiền rồi.
Đó, vậy nên là cái nguồn gốc của tài khoản quảng cáo nó cũng rất là quan trọng nha các bạn. Cái điều này thì tại sao khi mà các bạn biết được những cái yếu tố này để các bạn phân tích tài khoản quảng cáo thì nó rất là quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng tới cái việc mà cái sự ổn định của cái tài khoản quảng cáo khi mà chúng ta lên chiến dịch. Và khi mà chúng ta biết được những cái yếu tố này thì chúng ta cũng có thể thẩm định được xem là khi mà chúng ta đi mua một cái tài khoản quảng cáo nào đó thì cái người bán người ta có bán đắt cho mình hay không, thì mình dựa vào những cái yếu tố này. Ừ, nếu như mà một con tài khoản quảng cáo mà cái tuổi thọ của nó tạo rất là lâu rồi, cái nguồn gốc của nó là nó tạo từ một cái con V hay là con BM hay là như nào đó, thì mình có thể thẩm định được xem là cái tài khoản quảng cáo này nó khỏe đấy, và khi mà chạy quảng cáo thì chắc là nó ổn định đấy, thì người ta bán cho mình với cái giá bao nhiêu thì mình chấp nhận được, thì mình cũng không bị hố nha các bạn. Đó. Rồi yếu tố thứ tư ở đây đó là cái môi trường lên cam. Là cái môi trường này nó cũng là một cái nó rất là quan trọng nha các bạn. Đã bao giờ các bạn gặp một cái tình trạng giống như thế này, tức là các bạn lên quảng cáo nhưng mà các bạn cứ bấm đăng là đai, các bạn cứ mua bia về về bấm đăng là đai, thì đó là yếu tố của môi trường. Nhưng mà khi mà các bạn thay đổi, ví dụ như là thay vì các bạn chạy cái bài viết đó, chạy cái page đó, các bạn chuyển qua một cái page khác, không chạy cái bài viết cũ nữa, thì nó lại lên được bình thường hay không? Đó, thì đó là cái yếu tố mà nó liên quan tới môi trường. Ví dụ cái môi trường ở đây thì ví dụ như là via này, ví dụ như là pay này, ví dụ như là BM này, ví dụ như là thiết bị này, hay là tức là tất cả những cái thứ gì mà nó liên quan ở trong một cái chiến dịch đó thì nó được gọi là môi trường. Và cái môi trường này thì ví dụ như là nếu như là via thì chúng ta khi mà lên quảng cáo mà chúng ta thấy nó lên bằng một cái via nào đó mà chúng ta thấy nó đa nhiều, thì chúng ta có thể đổi qua một cái via khác để chúng ta bấm đăng chiến dịch quảng cáo. Hay là khi mà chúng ta lên quảng cáo ở trên một cái page nào đó mà thấy khả năng đai rất là cao, hay là một cái bài viết ở trong page đó cái tỷ lệ đai rất là cao, thì chúng ta có thể chạy một cái bài quảng cáo, bài viết mới, đừng có chạy cái bài viết cũ nữa. Ví dụ như là các bạn thấy là nhiều những cái bên người ta bán tài khoản là bao cam đúng không, nhưng mà người ta chỉ bao cam ở ở trên cái post mới thôi, chứ không bao cam ở trên cái post cũ của các bạn. Thì đó là cái yếu tố môi trường. Nếu như cái bài viết đó của các bạn trước đây đã chạy rất là nhiều rồi, và nhiều tài khoản quảng cáo cắm vào đó, nhiều tài khoản nợ rồi, hay là kể cả tài khoản của các bạn không nợ, nhưng mà cái post đó đã chạy trước đây và nó bị đai một vài tài khoản quảng cáo rồi, thì cái khả năng là lên ở trên cái post cũ thì cái tỷ lệ đai nó cũng cao hơn. Nó cũng ảnh hưởng tới cái việc là cái tài khoản quảng cáo đó nó lên nó có được sống khỏe hay không. Đó, thì đó là cái yếu tố pay hay là cái yếu tố thiết bị. Thì thiết bị thì mình đã có một cái video nói về cái việc là sử dụng hệ thống, mình sử dụng một cái công cụ nó có tên là Marketing City để mình quản lý tất cả những cái tài nguyên, những cái con view của mình. Thì hiện tại mình dùng cái thằng Marketing City thiết bị rồi là IP, cái thằng Marketing City nó đều có thể xử lý được hết tất cả những cái vấn đề đó. Thì các bạn có thể tìm lại cái video đó của mình để xem về cái phần thiết bị này nha. Rồi tiếp theo ở đây đó là cái sự bất thường của một cái tài khoản. Cái sự bất thường của một cái tài khoản này nó cũng rất là quan trọng. Đó là ví dụ như là các bạn sẽ thấy là các bạn mua một cái tài con via lấy một cái tài khoản quảng cáo các bạn chạy. Nếu như mà trong trường hợp mà con via đó các bạn vừa mới login vào, các bạn vào các bạn chạy một cái bài viết, một cái chiến dịch tin nhắn hoặc là chuyển đổi gì đó với một cái ngân sách lớn, chúng ta hành động mọi thứ nó giống như một cái nhà quảng cáo chuyên nghiệp, không giống như là cái người chủ của con via trước đây người ta sử dụng. Không giống cái hành động của một cái người bình thường, thì khả năng là tài khoản quảng cáo của chúng ta nó bị đai nó cũng rất là cao. Vậy nên là ở cái phần này thì các bạn hãy hình dung, hãy tư duy đó là chúng ta làm sao để tất cả những cái hành động của chúng ta nó giống như một cái người sử dụng Facebook bình thường, giống như một cái người mới và người ta đang tìm hiểu, đang học chạy quảng cáo, chứ không phải là một cái người chạy quảng cáo chuyên nghiệp và đi hack via, hack tài khoản của người khác về chạy cho mình. Đó, thì mình lấy một số ví dụ ở đây, đó là khi mà chúng ta lên một vài cái chiến dịch đầu tiên thì trước khi lên cái quảng cáo thì chúng ta không nên là cái lúc đầu chúng ta vào trình quản lý quảng cáo và chúng ta add pay vào, chúng ta lên luôn, chúng ta add thẻ lên luôn, mà chúng ta có thể giãn cách cái thời gian đó ra. Ví dụ như là bây giờ mình mua via về thì cách đây vài ngày thì mình vào trình quản lý quảng cáo, mình cho nó ngồi trong trình quản lý quảng cáo nhưng mình chưa làm gì cả, rồi mình cho nó cái con via đó nó nhận pay trước, rồi mình dùng cái via đó mình đăng bài cho cái pay đó một vài ngày, rồi là cái tài khoản quảng cáo mình cũng add thẻ trước nhưng mà mình chưa có lên cam, rồi là một vài ngày sau hoặc là một tuần sau thì mình mới lên cam, mình mới lên chiến dịch.
Và khi mà mình lên chiến dịch thì mình không có lên tin nhắn, không có lên chuyển đổi, mà mình chỉ lên là lượt xem video, mình lên là tương tác trước thôi, hay là mình lên tiếp cận thôi. Và khi mà mình lên thì mình cũng không có lên một cái ngân sách nó quá lớn, mà mình chỉ lên một cái ngân sách rất là nhỏ, tối thiểu ví dụ như là mấy chục nghìn hoặc là một vài trăm nghìn thôi. Đó thì đó là hành động của một cái nhà quảng cáo nghiệp dư, một cái người mà người ta đang học chạy quảng cáo, và đó cũng là cái hành động của cái chủ của cái con Via cũ, chứ không phải là hành động của một cái, nếu như mà chúng ta làm mọi thứ nó quá nhanh thì Facebook nó sẽ hiểu rằng là cái hành động này là hành động của một cái nhà quảng cáo chuyên nghiệp, hành động của một người hack cái tài khoản của người khác về và sử dụng, nên là cái khả năng đa tài khoản quảng cáo nó rất là cao. Đó thì đó là cái yếu tố thứ năm, là sự bất thường của tài khoản quảng cáo. Tiếp theo nữa đó là cái yếu tố thời điểm. Cái yếu tố thời điểm này thì theo mình thấy thì nó là cái yếu tố quan trọng nhất các bạn, nó là cái yếu tố quan trọng nhất, và cái sự ảnh hưởng của nó là lớn nhất đối với cái dân ad, đối với anh em chạy quảng cáo. Thì yếu tố thời điểm nó là một cái yếu tố mà chúng ta không thể kiểm soát được, nhưng mà nó là yếu tố không thể kiểm soát được. Mình lấy ví dụ như là ở trong cái thời điểm nào đó Facebook nó không có làm căng, không có làm mọi thứ nó căng thẳng lên, Facebook nó sẽ cho chúng ta chạy thoải mái, thì kể cả là cái môi trường của chúng ta bẩn chẳng hạn, kể cả chúng ta làm mọi thứ nó bất thường nhất có thể chẳng hạn, hay là kể cả là tuổi thọ của cái tài khoản quảng cáo của chúng ta vừa mới vào chúng ta chạy quảng cáo luôn, nó chưa có tạo lâu chẳng hạn, thì cái thời điểm mà nó thả cho chúng ta chạy thoải mái thì chúng ta vào chạy nó cũng chả có vấn đề gì cả, có tiền là nó cho tiêu. Còn ở một số những cái thời điểm mà Facebook nó khó tính, nó gọi là thời điểm bão bùng của Facebook, thì khi mà chúng ta lên chiến dịch quảng cáo thì kể cả là chúng ta làm mọi thứ, đôi khi chúng ta làm mọi thứ nó rất là nghiệp dư đúng không, cái môi trường của chúng ta nó rất là sạch rồi, nhưng mà chúng ta vẫn không hiểu sao lên là nó lại rất là dễ đai. Đó thì đó là cái yếu tố thời điểm, và cái yếu tố thời điểm là chúng ta sẽ không thể kiểm soát được. Và bên mình cái về cái vấn đề thời điểm này thì bên mình hay hay tận dụng nó bằng cách đó là vào những cái thời điểm mà Facebook nó dễ dàng, Facebook nó dễ sống, thì chúng ta hãy tận dụng những cái thời điểm đó để chúng ta nuôi những cái dàn tài khoản quảng cáo, nuôi những cái dàn pay, chúng ta có những cái sự chuẩn bị từ trước, ví dụ thời điểm này lên quảng cáo nó đang rất là dễ chẳng hạn, thì bên mình có thể là lấy via về, mua via về, mua tài khoản quảng cáo về, và bên mình ép thẻ sẵn đó, bên mình lên cho nó một vài cái chiến dịch mồi trước ở đó. Thì tới cái lúc mà thời điểm bão bùng thì bên mình cũng đã có một cái dàn tài khoản nó khỏe, bên mình lên sẵn ở cái thời điểm mà nó đang dễ thở rồi đó. Thì đó là cách để chúng ta có thể khắc phục cái vấn đề thời điểm này nha các bạn. Rồi một cái yếu tố cuối cùng nữa đó là về cái yếu tố về nội dung quảng cáo. Ví dụ như là tất cả những cái thứ này chúng ta đã rất là ok rồi, tức là Facebook nó dễ thở rồi, và mình làm mọi thứ nó chả có cái gì là nó không có là nó nguy hiểm cả. Nhưng mà cái nội dung quảng cáo của chúng ta, nếu như chúng ta vô tình đưa những cái ngôn từ hay là cái bài quảng cáo, cái sản phẩm của chúng ta nó bị vi phạm chính sách vào, thì cái tài khoản quảng cáo của chúng ta, cái khả năng mà bấm đăng chiến dịch thì cái khả năng nó bị đai nó cũng rất là cao. Nên là cái yếu tố nội dung này nó là một cái yếu tố nó cũng rất là quan trọng, và bao giờ thì chạy hàng vi phạm chính sách bao giờ nó cũng phải cực hơn khi mà chúng ta chạy hàng sạch hết. Đó thì đây là tất cả những cái yếu tố, đây là tất cả những cái yếu tố mà theo cái kinh nghiệm của mình, theo cái góc nhìn của mình, để mình nhìn vào một cái tài khoản quảng cáo và mình đánh giá về cái độ khỏe của cái tài khoản quảng cáo đó. Thì mình không biết là nó còn cái yếu tố nào nữa không, thì nếu như các bạn thấy là còn cái yếu tố nào mà nó ảnh hưởng tới cái sự sống còn của tài khoản quảng cáo, ảnh hưởng tới cái độ chớt của tài khoản quảng cáo nữa, thì hãy comment phía dưới để chúng ta cùng thảo luận nha.